Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, lại một tin nữa cũng liên quan đến những cái vụ lừa gạt xảy ra ở quận Cam. Nhưng mà người phụ nữ này bị bắt rồi. Ngày hôm qua đó thì văn phòng biện lý Orange County đã đưa ra một cái thông cáo để nói về cái tình trạng mà lừa gạt là như thế nào. Người phụ nữ này giống như họ tổ chức một cái công ty. Công ty này chuyên môn là gọi đến cho những sinh viên mà có nợ, tiền thiếu nợ của các trường đại học đó, để nói rằng là họ đại diện cho có liên kết với lại Bộ Giáo dục, với các cái cơ quan giáo dục, và họ sẽ giúp cho những người sinh viên này được giảm nợ. Thì khi mà họ gọi như vậy đó, thì những cái sinh viên này, tất cả những sinh viên này là đều đang nợ hết. Có những người thì đang khó khăn, có những người thì có thể là trễ cái hạn mà đóng cái tiền nợ đó. Thì bây giờ nhân viên của bà này là Angela Migrapella, 47 tuổi. Thì bà đó gọi, có những nhân viên bà gọi hết khắp các nơi. Xong rồi bà hứa rằng là ok, bây giờ đó thì người của bà sẽ giúp cho những em sinh viên này trả được phần nào hoặc là giảm bớt cái tiền trả hàng tháng. Thì bà gọi như vậy thì tổng cộng cái lệ phí mà để cho các em này sẽ phải trả cho cái dịch vụ này để mà được giảm nợ tùm lum hết đó, là một em trung bình là 1.000 đô la. Xong chưa kể là họ lại lấy cái thông tin mà sinh viên đó đã cung cấp, ví dụ như là về tên, tuổi, số xô, vân vân. Thì những cái khoản nợ đó đôi khi nó, thay vì các em trả nợ, thí dụ như trả vào trong cái loan đó, thì bây giờ cái nợ đó làm sao lại chuyển vào trong cái tài khoản của những người này nữa. Thành ra nhiều khi các em trả một thời gian mà không thấy, ủa cái tiền mình nó đi đâu hết trơn. Thì tổng số tiền mà bà lừa gạt á, cái công ty này lừa gạt từ năm 2017 đến lúc bị bắt á, là lên đến hơn 6 triệu đô la. Và bây giờ thì người ta bên văn phòng biện lý Orange County đang truy tố bà này, người ta đang đếm bà tổng cộng là 87 tội rồi, mà toàn là những cái tội lừa gạt không. Thì nhưng mà cũng từ cái tin này để thấy rằng cái chuyện mà đôi khi mình nhận được những cái cuộc gọi hay là thậm chí cả email nói rằng là mình đang nợ chỗ này, mình đang nợ chỗ khác, rồi bây giờ họ sẽ giúp mình để mà trả những cái khoản nợ đó với gì. Thì quý vị là một lần nữa phải thật là thận trọng. Ngoài cái chuyện mà người ta gọi phone đến là kêu là mình nợ tiền nước, mình nợ tiền điện, không có đóng liền thì họ sẽ cắt điện, cắt nước. Rồi cái người đó quýnh quán trong lúc đó, sợ là trong vòng 30 phút nữa bao giờ họ cũng cho một cái thời hạn rất là ngắn ngủi. Rồi phải mua những cái thẻ thẻ cào, thẻ quà tặng, gift card, rồi sẽ cào để đọc cái số, là những cái đó là lừa gạt là chắc chắn luôn rồi. Rồi chưa kể là phải đọc liền cái số thẻ gì của mình để trả, là kể như là xong. Cho nên hãy thật là thận trọng, bởi vì thời buổi này nó lừa gạt đủ mọi hình thức hết. Trong cái việc mà lừa gạt bây giờ nó xảy ra nhiều như vậy đó, thì trong tuần vừa qua tôi có nói chuyện với một người nạn nhân bị lừa gạt. Và người nạn nhân này đó thì họ kể lại cái chuyện bị lừa gạt như thế nào đó. Thì những người này đi kiếm nhà cho thuê, và khi họ liên lạc được với một chỗ mà họ nói rằng là đăng báo lên là có nhà cho thuê, và tới nơi thì lại không cho vô coi nhà, và nói rằng là tại vì cái người kia đang ở trong nhà cho nên không được vô coi. Đó, Ngọc Lan thấy cái chuyện này nó quen, giống như quen là lắm, quen lắm, tại đi làm bài đó rồi. Rất là quen thuộc, là tại vì những người này là họ lại không đọc báo nhiều, hay là họ không nghe đài nhiều, cho nên họ cứ tin là như vậy.
Rồi cái người chủ nhà đó họ mới nói rằng là bây giờ phải đóng cho tôi cái tiền đầu rồi tháng đầu rồi tháng cuối. Rồi tại vì đó mùa Covid này nhiều người đã không trả tiền nhà cho nên tôi không muốn trường hợp đó xảy ra. Rồi sau đó tôi sẽ cho cái ngày tới để dọn tới vân vân. Cuối cùng đó thì chẳng có cái ngày đó là ngày nào khi mà đóng tiền rồi để cho người ta giữ chân mình lại. Đó là mình sẽ được mướn cái nhà đó vân vân đó. Thì đến hồi tới ngày đầu tháng không thấy ai tới hết thì tới cái nhà đó cái người kia vẫn ở trong nhà bình thường. Cái người mà đang ở trong cái nhà đó thì vẫn ở trong nhà bình thường, nói ủa cái nhà này đâu có đăng báo là cho mướn phòng gì đâu. Thế là cái người kia kiếm cái người mà đã đưa tiền đó đòi lại thì không thấy người đó đâu nữa hết, số phone cũng đổi luôn rồi đó. Cái trường hợp đó rất là nhiều. Trường hợp đó y chang hồi Ngọc Lan làm cái phóng sự ở ngay Midway City, và một căn nhà mà không biết cho bao nhiêu người vô mướn, rồi đến lúc mà người ta dọn vào, có nhiều người dọn vào, một người chủ nhà trong đó Ngọc Lan đến gặp, giờ còn nhớ cái người phụ nữ đó là người Hispanic. Nói trời, từ hôm bữa giờ tôi gặp không biết bao nhiêu người đến mà tôi ở đây lâu rồi, không hiểu tại sao mà có người lại làm cái trò đó. Rồi hôm kỳ rồi thì ở trên đài mà ABC7 có cái tin mà một người mua cặp vợ chồng mà mua nhà rồi trả tiền đau xuống rồi đến cái ngày đó dọn vô thì khi đến lại thấy có cái xe, có một người ở nhà đã vô mướn cái nhà đó rồi đó. Thì nhiều khán giả có nói là chuyện đó không thể nào xảy ra, cái đó là dựng. Tại vì nói là mua nhà bao giờ cũng phải qua escrow rồi gì á. Tại vì thật ra đó là theo đúng luật pháp nó là như vậy, theo đúng thủ tục nó là như vậy. Mà nó có những cái chuyện bên ngoài và phải có những cái chuyện đó nó mới có những cái trò lường gạt. Cho nên đôi khi á, cái chuyện mà mình biết nó có một chút xíu à. Còn cái chuyện cả thế giới mà nó ở bên ngoài nó rộng hơn. Cho nên những tin tức đưa lên đó quý vị hãy khoan vội, dùng cái kinh nghiệm hạn hẹp của mình hay là có cái kinh nghiệm bản thân mình để mình đánh giá rằng đó là một cái chuyện không có thật. Bởi vì cái thế giới này nó thiên hình vạn trạng hết trơn á. Ngọc Lan, thay vì người ta nói rằng là mùa dịch Covid-19 là thất nghiệp rồi không trả tiền nhà này kia đó, thì cái người nạn nhân này đó đã đưa hết tới 3.800 đồng cho cái người kia. Là tháng đầu 1.500, tháng cuối 1.500, cộng 800 đồng tiền security deposit gì đó. Rồi chờ tới ngày 1 tháng 9 hay 1 tháng 10 gì đó thì sẽ được gọi dọn vào vân vân. Cuối cùng thì ngày đó chẳng thấy ai gọi tới dọn vào, và cái người mà đang ở cái nhà đó nói rằng là ủa tôi đâu có đăng báo cho mướn nhà hồi nào đâu, tôi đâu có ý định để dọn ra hồi nào đâu, và cái người nào là cái người mà đã đăng báo lên rồi ông bà liên lạc với người đó là người nào, bây giờ liên lạc cái số phone đó cũng cắt mất tiêu rồi. Đúng rồi giờ không có nữa. Cũng rất là khổ cho những người đó, thường á, nhất là người Việt Nam mình ở quanh đây đưa tiền mặt không có giấy tờ đầy đủ, rồi đến lúc á mà khi mà báo cho cảnh sát đó thì họ lại cũng ngại làm các cái thủ tục này kia. Nhưng mà thật sự những cái trường hợp đó, những cái kẻ gian đó nó không có bị bắt. Nó cái hay ở chỗ đó là nó biết rằng là nó sẽ không có bị bắt, vì những cái khoản tiền đó nếu mình muốn thì mình thưa ra tòa. Mình thưa ra tòa mà cái giờ số tiền giờ mỗi người cứ 2.000, 3.000 thưa ra tòa thì thấy nó nhiều khê quá. Cho nên thôi coi như là nhiều người nghĩ thôi của đi thay người, bực bội cứ gọi cái người đó để đòi tiền trốn mất tiêu. Nhưng nhiều người khác mà cứ như vậy thì nó trở thành những cái trò lường gạt. Cho nên cái câu là để mình tránh trở thành nạn nhân thì mình phải thật là cẩn trọng trong những cái vấn đề mà mình phải đi thuê, đi mướn, đưa tiền ra như thế nào. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.